Giàn sao si biết từng bị mất vai diễn giữa chừng, tức nhất là Dương Dương, Viên Băng Nghiên bị công ty hại. Dương Dương, Viên Băng Nghiên và nhiều sao hoàng ngự khác từng bị thay vai một cách bất ngờ. Đây là những ngôi sao đang nổi tiếng hiện nay, thế nhưng ít ai biết rằng cả Dương Dương, Viên Băng Nghiên và nhiều sao hoàng ngự khác cũng đã từng vụt mất vai diễn giữa chừng. Việc này đã ảnh hưởng khá lớn đến hạt sao hoàng ngự này và trở thành cái gai khiến họ cực kỳ khó chịu. Dương Dương. Ở thời điểm hiện tại, Dương Dương đang là sao nam cực kỳ nổi tiếng của Cbiz. Nhưng ít ai biết rằng chàng mỹ nam này đã từng bị thay vai một cách bất ngờ trước khi phim khai máy. Theo đà ban đầu, vai diễn của Dương Dương trong Khoa Khai Bán Hạ đã được định là nam chính. Thế nhưng sau khi khởi quay, vai diễn của anh chàng bị bất ngờ đẩy xuống tuyệt vụ. Vai nam chính trong phim được giao cho con nuôi của công ty quản lý khi đó Lâm Vũ Thân. Hành động này khiến Dương Dương vô cùng tức giận và sau đó ít lâu đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty Vinh Tín Đạt. Viên Băng Nghiên. Chắc hẳn sẽ có nhiều bất ngờ khi biết rằng Viên Băng Nghiên đã từng đi thử vai phụ trong Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương do Bạch Lộc và La Vân Hy diễn chính. Tuy nhiên vì đây là tự ý đi casting, không thông qua công ty quản lý vậy nên cô nàng đã bị cắt bỏ vai giữa chừng. Viên Băng Nghiên phải lên tiếng xin lỗi phía đoàn phim, cũng thông cảm và nhanh chóng tìm Tiêu Yến thay thế. Sau khi thông tin này được tiết lộ, nhiều khán giả tỏ ra khá tiếc nuối cho nàng mỹ nhân lưu ly. Dương Dung. Đến nay, nhiều khán giả hẳn vẫn còn nhớ đến vụ đổi vai đầy bất ngờ trong Phượng Tú Hoàng. Theo đà ban đầu, vai nữ chính của dự án phim này được Vô Chỉnh tuyên bố sẽ do Dương Dung đảm nhận. Thế nhưng đến khi khai máy, dân tình đã vô cùng bất ngờ khi Dương Dung không xuất hiện, mà thay vào đó là Quan Hiểu Đồng. Việc người đẹp 8X bị chính ông chủ của mình đá bay khỏi dự án Phượng Tú Hoàng khi đó đã khiến nhiều người vô cùng tức giận và đòi tẩy chay phim. Lý Nhất Đồng. Lý Nhất Đồng cũng nằm một trong những sao nữ bị mất vai một cách đầy đáng tiếc. Thế đã ở thời điểm trước khi khai máy, nữ chính của bộ phim Thỉnh Quân đã được ngầm xác nhận do Lý Nhất Đồng đảm nhận. Vậy mà đến khi khai máy, nữ chính đứng cạnh Nhậm Gia Luân lại được thay bằng Lý Thấm. Sự việc này ít rùm beng hơn vì Lý Nhất Đồng chưa được tuyên vai chính thức, thế nhưng nhiều khán giả cũng tỏ ra khá tiếc cho cô nàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.